20 năm qua rời xa xứ mẹ, mang theo quê hương một kiếp con người. Nay trong tim tôi tưởng chừng đã mất một thoáng hương xưa thuở ấy ngày nào. Tôi bây giờ như con chim lạc bầy tổ ấm, nơi xứ người một miền đất xa xôi. Có những ngày trời vào đông ngoài tuyết trắng, cơn gió lạnh về vô tình giết kẻ tha phương. Tôi hỏi em có bao giờ em nhớ về quê hương, em nghẹn ngào trả lời nhớ lắm anh ơi. Nước mắt nào từng dòng lệ của người Việt xứ, ngăn sao được khi trong người dòng máu Việt Nam. Kính chào Trái Ngộ cùng quý vị. Quý vị vừa mới theo dõi một trích đoạn của phần trình bày nhạc phẩm Tình Người Viễn Xứ do ca sĩ Lâm Vũ trình bày. Và cũng là mở đầu cho chương trình hội luận đặc biệt ngày hôm nay với Vũ Sư Hùng Lân, với một cái chương trình mà có lẽ là quý vị cũng đã từng biết đến hồi từ năm ngoái, đó là chương trình Dance With Me, chương trình khiêu vũ mà năm nay là lần thứ hai Vũ Sư Hùng Lân đã tổ chức, đang chuẩn bị trên đường tổ chức. Thì cuối tuần của cái tuần lễ ngày 28 tháng 4, đó là thứ bảy, sẽ có một cái sự kiện, đó là đêm ra mắt Dance With Me lần 2 do Vũ Sư Hùng Lân tổ chức tại vũ trường New Diamond. Và với sự kiện này thì để thêm chi tiết, chúng tôi mời Vũ Sư Hùng Lân đến với chúng ta trên làn sóng ngày hôm nay. Thì trước hết thì chào anh. Xin chào anh Quốc Bình và cũng như toàn thể anh chị em quý khán thính giả của đài truyền hình BYN 57.3. Vâng, và thưa anh thì có lẽ là quý vị cũng được nghe một giới thiệu sơ sơ, có nghĩa là trong ngày hôm đó là có ca sĩ Lâm Vũ này đến, không thưa anh? Anh có thể giới thiệu một chút về ca sĩ Lâm Vũ này, hát thờ sở trường ra sao, đến từ trung tâm nào? Ca sĩ Lâm Vũ thực tế mà nói là như Hùng Lân đã nói những cái chương trình trước đó, trong đang xem những chương trình cuộc thi của Hùng Lân cũng muốn duy trì và phát triển văn hóa nghệ thuật Việt Nam của mình, cho nên Hùng Lân luôn luôn tìm kiếm những tài năng mới. Ca sĩ Lâm Vũ này rất là trẻ, cũng mới 20 mấy tuổi, và anh có thuộc về trung tâm Giáng Ngọc của anh Lê Bá Trư. Thì anh Lê Bá Trư là trung tâm Giáng Ngọc ở Cali, và số điện thoại của anh là 714-725-2417. Thì anh Lê Bá Trư này thì cũng cùng với Hùng Lân gấp tay luôn tìm kiếm những giọng ca mới và tài năng mới. Mà thực chất Lâm Vũ này đó tuy mới nhưng mà anh đã thành danh và anh ca rất là nhiều bài và rất là nổi tiếng cũng nhiều năm nay rồi, chứ không phải là liên mới hôm nay. Vâng, và có lẽ là anh này cũng là từng là ca sĩ từ ở Việt Nam rồi. Dạ, đúng rồi. Một số những cái MTV mà quý vị cũng đang theo dõi đó, là chẳng hạn như bài này là bài Lối Thoát mà thấy ở Việt Nam bây giờ quay những cái MTV cũng gọi là chiến đấu. Dạ, đúng rồi, đúng rồi anh. Thì nói chung ca sĩ Lâm Vũ mình á là được thành danh từ Việt Nam, và anh ta cũng qua được bên Mỹ định cư và thuộc về cái trung tâm Giáng Ngọc của anh Lê Bá Trư. Như vậy là đã thành danh từ lâu. Anh này là cũng không biết là bao nhiêu năm đã ca hát rồi, nhưng mà sẽ đến trong cái buổi Dance With Me trình bày. Dạ, đúng rồi. Với lại quý vị khán giả, là quý vị là không những là vừa đến để mà theo dõi một cái chương trình gọi là khai mạc của đúng cái rồi. Chương trình Dance With Me rất là sống động và hấp dẫn, và đồng thời cũng còn được thưởng thức những tiếng hát, anh chàng này cũng đẹp trai chứ. Và một tiếng hát cũng ấm áp. Và nghe nói thì trong chương trình Dance With Me lần 2 này cũng rất là đặc biệt, và có lẽ là nhiều người cũng rất là nôn nóng. Lần trước á, mà quý vị cũng đã xem á, là thấy là có rất là nhiều cái sự trình diễn, mình xem thôi mình cũng thấy thích rồi. Chứ không phải là cần đến hát, nhưng mà có lẽ là trong chương trình lần này thì mời anh có thể trình bày một chút về cái sự đặc biệt của cái lần này, nó sẽ khác cái lần trước, cái lần một ra sao thế? Thì cũng như anh Quốc Bình là Hùng Lân á, cũng đưa lên một số cái YouTube, cũng như đưa cái trình bày ra đó. Thì đặc biệt cái đợt này chúng ta không phải là của Hilton chúng ta, mà tức là Lân được sự liên kết của một số vũ sư tất cả các nơi ở trên quốc tế.
Thí dụ như bắt đầu đã tới chương trình đang with me của Hồng Lân, không phải ở Hilton nữa, mà ngày 21 tây tháng 4 Hồng Lân sẽ có một cái chương trình khai mạc ở Dallas. Cùng Lân Hồng Lân còn phối hợp với một số vũ sư trên Dallas. Như vậy vòng 21 tây tháng 4 này là chính thức khai mạc ở Dallas, và chúng ta sẽ có những vòng loại thi bên đó, và chung kết là tháng 7 là họ sẽ về bên của Hilton chúng ta. Và đặc biệt vào cuối tháng 5 là tại vũ trường V3 ở Washington DC là Hồng Lân có thêm một cái chương trình đang with me bên đó để tổ chức. Sau này cũng có một số thí sinh từ đó để vào chung kết của mình tháng 7 tại Hilton. Và đặc biệt vào tháng 6 thì có thể là chương trình Hồng Lân cùng với một số vũ sư đang lên rồi, là có thể bên tại Úc, là do vũ sư Long Thủy là đại diện cho một cái vũ trường, là manager và đại diện cho một vũ trường ở bên Úc, sẽ cùng phối hợp với Hồng Lân tổ chức chương trình đang with me này. Như vậy là hiện tại Hồng Lân đang liên kết được 3 cái nơi đang diễn, xin lỗi là 4 cái nơi, tức là Hilton, Dallas, DC, Cali là Washington DC, rồi thêm là bên Úc, và nếu mà còn kế tiếp nữa là Canada. Như vậy là cuộc thi của Hồng Lân bây giờ chúng ta không phải riêng về Hilton nữa, mà sẽ là sự liên kết giữa các vũ sư Việt Nam trên toàn thế giới, cũng như cái chương trình thi là ngồi Việt Nam của mình đến từ các nước, cũng như các đôi của các cộng đồng bạn mình. Tức là trong đợt này cũng có những thí sinh Mỹ, Tàu, Mễ vẫn tham gia. Nhưng mà ý là nói một cái mừng là cộng đồng Việt Nam của mình trước. Là không những ở Hilton mà bây giờ là có thêm Dallas, có thêm bên Úc, có thêm một số nơi. Như vậy thì làm sao mình kết hợp lại, có nghĩa là mỗi nơi sẽ tổ chức cái vòng loại chứ? Dạ đúng rồi anh. Xong rồi là đến vòng chung kết, bán kết gì đó lại gộp nhau, hay là gặp nhau lúc nào và sẽ ở đâu cái vòng cuối cùng đó thôi. Dạ, như thế này thì trước mắt á, là tháng 9 là dĩ nhiên là Hồng Lân bây giờ cái nôi là cũng tại ở Hilton. Cho nên tùy cái sự bảo trợ, cũng như mỗi một năm, tức là cái chương trình mà David May của Hồng Lân không phải là bây giờ người ta dừng, mà mỗi 6 tháng hoặc 1 năm nó sẽ có một cái quy mô nó mở rộng. Thì trước mắt là Hồng Lân đang làm tại Hilton là cái 6 tháng một lần. Nhưng một ngày nào đó, tức là 6 tháng một lần chỉ là vòng loại của Hilton. Như vậy cũng có 6 tháng một lần là vòng loại ở chỗ một bên Cali, hoặc là bên Úc, hoặc là bên Canada. Rồi sau đó tùy cái đơn vị đăng cai mà chúng ta tổ chức cái vòng chung kết. Thì như vậy tạm thời từ đây đến tháng 7 vòng chung kết vẫn là ở Hilton của chúng ta. Và mình nói đến cái khai mạc của ngày 28 tháng 4 và ngày thứ bảy đó, cái thứ cũng đang xem trên màn hình đó là cái poster tại vũ trường New Diamond Club ở trên đường Willcrest. Có lẽ nhiều quý vị cũng biết đến địa điểm này rồi. Thì đây là một cái chương trình gọi là khai mạc. Dạ đúng rồi anh. Có nghĩa là chưa thi phải không anh? Dạ chưa thi anh. Mới là khai mạc mở đầu cho chương trình cuộc thi, và qua đó để Hồng Lân giới thiệu những cái chương trình thi ở trong cái Dan With Me. Cái này Hồng Lân lấy cái name là Dan With Me number 2. Đó là lần 2, tại vì năm ngoái là lần 1 đó, dạ, đúng rồi. Thì quý vị đến với chương trình này thì để theo dõi, thưởng thức hay là để ghi danh để mà thi, hoặc là trong chương trình ngày 28 này sẽ có những cái gì thôi? Dạ, thì nói chung là trong cái chương trình ngày 28 này đó, thì đúng nói chung là một đêm chính thức. Hồng Lân cũng mời một số vũ sư tất cả mọi nơi họ về, và vừa giới thiệu Hiệp hội Vũ sư Việt Nam trên toàn thế giới, cũng như giới thiệu những cái chương trình mà mình sẽ chuẩn bị thi trong cái Dance With Me lần thứ hai này. Và đang xen trong chương trình đó thì Hồng Lân có làm, giống như Hồng Lân nói, để duy trì và phát triển văn hóa nghệ thuật Việt Nam đó, đặc biệt có một màn tức là đàn tranh. Như chúng ta cũng biết, một môn đàn tranh là một cái văn hóa nghệ thuật Việt Nam của riêng của mình rồi. Tại vì cái chương trình này Lân Connect không phải cộng đồng của Việt Nam mình, mà cả bạn Mỹ, Tàu nó về, và nó còn ra DVD. Thì nhưng mà đặc biệt á, cái đàn tranh này á là được phối hợp dàn dựng trở lại nhiều nhạc cụ trong đó, tức là vẫn có guitar, vẫn có trống đầy đủ, và chúng ta vẫn nghe và vẫn nhảy đầm được. Ồ vậy hả? Ồ đây là lần đầu tiên đó anh. Dạ đúng rồi. Thực tế mà nói chơi đàn tranh để nhảy đầm á. Đúng rồi. Lân bảo đảm cái này là, mà cái chương trình là lần đầu tiên luôn, Lân bảo đảm là chưa ai có. Dạ. Là bởi vì Lân nói là cái chương, là trong chương trình của Hồng Lân, Hồng Lân muốn là đang xen rất là những cái gì mà lạ và những cái gì gọi là nghệ thuật của Việt Nam mình. Và đặc biệt nữa đó, là có thêm cái phần biểu diễn của các em thiếu nhi, biểu diễn khiêu vũ quốc tế, nhưng mà mới có 5-6 tuổi. Nhưng mà thực tế Lân cũng hơi buồn là cũng các cộng đồng cộng bạn thôi, cái là các em này là của Mỹ hết, hay là của cộng đồng bạn, chứ chưa có được cộng đồng Việt Nam. Cho nên Hồng Lân cũng rất là tha thiết yêu cầu các anh chị nào đó mà yêu thích nghệ thuật, thì có thể là có những con em nào 5-6 tuổi đó có thể liên lạc với Hồng Lân. Hồng Lân tại vì mỗi năm mình làm một lần, thì Hồng Lân vẫn có những cái chương trình dạy phi cho mấy em để dàn dựng thành một tiết mục biểu diễn. Với những chương trình này chúng ta có thể cùng biểu diễn với các bạn thiếu nhi của cộng đồng bạn.
Thì thật ra thì cái gần như cái văn hóa của người Việt Nam mình và cũng như là cái các phụ huynh của người Việt Nam thì không đầu tư con mà đi vào cái lĩnh vực khiêu vũ từ rất sớm, mà thường là người Việt Nam mình là thường là cái sở thích của mình khi mình lớn lên mình phát hiện ra rồi, lúc đó mình mới đầu tư. Thì cho nên cái đó là có lẽ là hơi khác một chút, và người Mỹ thì có lẽ như nó phổ thông hơn, gần như là những cái điệu nhảy mà mấy em nhỏ mà của Mỹ mà mình thấy như lần trước cũng mấy em mười mấy tuổi á, mà nhảy cũng thật sự là siêu đẳng, cũng đẹp. Nhưng mà lần này Lâm muốn là 5-6 tuổi thôi. Cũng có mấy em đó nữa, nhưng mà Lâm muốn là kỳ này 5-6 tuổi. Nhưng mấy em sẽ đen với lại vũ sư của mình, thì qua đó chúng ta thấy cũng theo đẳng cấp quốc tế. Và để nhắc lại một lần nữa thì kính thưa quý vị, thì đó là một cái chương trình mà Vũ Sư Hùng Lân đang giới thiệu đến quý vị, một cái đêm khai mạc của chương trình Dance With Me lần 2 tại Houston, một trong những nơi mà lần này được tổ chức và được kết hợp với lại những địa điểm khác, chẳng hạn như Dallas và DC, California và Úc Châu. Thì có lẽ là cũng là một trong những cái mà vừa có cái ý nghĩa nối kết, vừa có ý nghĩa mình lớn mạnh, nhưng mà cũng có nhiều cái ý nghĩa về văn hóa mà Vũ Sư Hùng Lân cũng đang gọi là sáng tạo ra nhiều cái sự kết hợp. Mà quý vị cũng nghe nói là cái ngày 28 này quý vị đến á, thì quý vị phải nghe thử coi là bây giờ là cái đàn tranh là quý vị nhảy được điệu gì. Không, cái này bí mật anh đó. Thì bây giờ cũng mình cũng hơi tò mò đó quý vị, thì là đàn tranh mà quý vị mà nhảy được giặt giật thì đó mới là điều siêu đẳng luôn đó. Như vậy là Hùng Lân sẽ đáng cố gắng nói những nhạc công và trình diễn này sẽ đáng tập nhạc giật cho quý vị khán giả giải quá. Cho nên mới là bất ngờ luôn. Đúng rồi. Bảo đảm sẽ có. Nhưng mà thực tế, nhưng mà Lâm bí mật, bảo đảm cái điệu này ngồi như mà ngồi rất là coi như là hấp dẫn, sexy nữa. Cái điệu này nó thật anh á, cái vũ điệu này đó, Lâm phải nói rằng á, rất là nhảy rất là sexy. Mà nó là, cái điệu này là toàn của thế giới đấy, từ thứ chừng. Đặc biệt là cái chỗ đó, cho nên Hồng Lâm muốn đề nghị họ làm sao đàn tranh, nhưng mà mình đánh cái nhạc nào để cho nó phù hợp với cả thế giới. Đúng rồi. Tức là bảo đảm cái bài hát này đó, là nó tất cả các dân tộc nào cũng biết nhảy cái điều đó. Đúng rồi. Đặc biệt cái chỗ đó anh, thì cho nên á là biết khán giả là, nhưng mà cho Hùng Lân bí mật cái chỗ này thì chứ. Có vẻ hấp dẫn lắm quý vị, và quý vị nhớ đến phải tối thiểu cũng phải tìm hiểu rồi coi cái này nó ra làm sao. Nhưng mà thì theo chúng tôi được biết đó, thì trong cái chiều hướng mà Vũ Sư Hùng Lân, mà cũng là lý do tại sao đài cũng hay bảo trợ chương trình anh Hùng Lân tổ chức đó, thì cũng nó cũng đem một cái mang mát cái nét văn hóa của chúng ta trong những cái chương trình như thế này. Và cũng là một cái tâm tình của những anh em gặp nhau ở cái điểm này. Và trong cái ngày 28 này thì ngoài những cái chương trình mà quý vị thấy là khai mạc, có trình bày gọi là đặc biệt của cái sự phối hợp giữa nhạc dân tộc Việt Nam và tân nhạc để có được những điệu nhảy mà vẫn thích hợp cho vũ trường để cho quý vị nhảy, có sự trình bày của ca sĩ Lâm Vũ đến từ trung tâm giáng ngọc California. Và ngoài những cái chương trình này thì có cái thêm phần trình diễn mà của như mấy lần trước là nhiều người rất là thích thú đó. Dạ có anh, tức là ngoài cái phần trình diễn đó thì chúng ta có một số thí sinh đến từ Dallas. Tại vì chẳng qua đây đó thì thực chất mà nói, tại Hồng Lân nó thấy bây giờ hiện tại cái người mà ghi danh nó nhiều lắm, Dallas họ xuống rất là nhiều, cho nên tại sao đó Lân phải làm một cái chương trình ở Dallas để Lân lấy vòng loại bên đó nữa. Thì thực cho nên Hồng Lân làm như vậy thì trước mắt là các thí sinh về để làm gì, nếu đến phần chung kết qua đó chúng ta có thể bình bầu những cặp nào đã thi mà biểu diễn, tức là không phải biểu diễn, tức là họ thi trước, là mục đích là họ biểu diễn trước như vậy là để cho ban giám khảo có thể chấm được những cặp đó được vào vòng chung kết hay không. Tại chúng ta biết mà thời gian của mỗi người rất khác nhau. Cho nên Hồng Lân những cặp nào rảnh trước Hồng Lân có cho biểu diễn trước, rồi qua đó để ban giám khảo chấm, cộng với là sự bình bầu của quý khán giả nữa. Bây giờ một ngày gần đây đó là chúng ta không phải riêng cộng đồng Houston mình, mà Úc tất cả mọi nơi nó về thì sao, cho nên chúng ta phải có một cái sự công bằng của đó. Đó, thì cho nên đó, là chương trình ngồi các thí sinh đó thì Hùng Lân có mời thêm một số và là gọi là vũ sư của các trường dạy nổi tiếng ở Dallas, họ cùng về biểu diễn trong cái chương trình đêm khai mạc này. Ngoài ra cũng có một số vũ sư nổi tiếng của trường dạy Houston chúng ta cũng về biểu diễn. Thì nói chung đó, chương trình Hùng Lân lúc nào cũng là các anh chị, bảo đảm các anh chị là luôn luôn có những gương mặt mới, những vũ sư mới, những cặp nhảy mới hết. Như vậy là có bao nhiêu cặp từ Dallas và bao nhiêu cặp ở tại Houston này sẽ gọi là biểu diễn trong cái ngày khai mạc đó thưa anh? Thì nói chung nói về cặp đó thì các em thí sinh thì tới khoảng 3 đến 4 cặp thí sinh. Đó là... Và trong đó là có 2 cặp là có bằng cấp là có thể đến từ Dallas. Rồi còn coi như là 1-2 cặp là từ Houston. Houston, dạ, là trình diễn đó. Dạ đúng rồi. Và chương trình thì ra sao thưa anh? Có nghĩa là tại một đêm cũng khá dài, khai mạc từ 9 giờ rưỡi.
Thì có nghĩa là lúc đó quý vị mới vô thì là coi ca nhạc nhảy, rồi khi nào mới là trình diễn, hay là trình diễn rồi lại trở lại chương trình của Vũ Trường rồi lại trình diễn ra anh trong một chút. Như thế này anh, thường thường thì như các chương trình trước đó, Hồng Lăng luôn luôn là đang xen vào. Tức là cho nên đúng là thường thường các vũ trường mở rất là trễ 10 giờ. Nhưng trong cái chương trình này thì qua đây Hồng Lăng cũng mong với các khán giả cũng lưu ý giùm, chương trình của Hồng Lăng start là 9 giờ. Tức là 9 giờ chúng ta mở cửa vào và đúng cho các quý vị có thể kiếm chỗ ngồi, hoặc là mình sau khi đó rồi đó, đúng 9 giờ rưỡi là Hồng Lan sẽ có một chương trình One Up. Tức là Lan mở những chương trình khiêu vũ nhạc quốc tế chọn lọc để quý khách ra chúng ta cùng khiêu vũ liền. Sau khi đúng chính xác là 10 giờ bắt đầu vào chương trình, thì lúc đó chúng ta cũng có một cái số chương trình mở màn của ban nhạc, ca sĩ. Rồi sau đó chúng ta đang xen vào là tiết mục biểu diễn, rồi tiếp tục trở về ca sĩ, biểu diễn của thí sinh, biểu diễn các vũ sư. Chúng ta đang xen giữa ca nhạc và biểu diễn khiêu vũ để cho chúng ta, tức là các anh các quý khán giả có thể sau khi ngồi thưởng thức xong mình cùng qua quên đắp, mình tiếp tục cùng nhảy cùng vui. Thì cái lúc để có nhạc để làm gì? Để cho quên đắp cho các thí sinh hoặc là các vũ sư, họ cùng ra cùng nhảy, thì mình cùng ra cùng nhảy giao tiếp cùng với các vũ sư hoặc là những cái thí sinh đó cho nó vui. Và đến đó là quý vị cũng thấy cũng khá hấp dẫn với quý vị, vì bây giờ thì có lẽ là chúng tôi cũng hỏi đến anh vũ sư Hồng Lân là bây giờ thì vào cửa vé làm sao và mua những ở đâu, thì anh cho biết một số cái chi tiết là vé bán bao nhiêu và ở đâu thôi anh. Như thế này anh, thì nói chung Hồng Lân cũng rất cảm ơn là sự ủng hộ của một số quý khách, cho nên tới giờ phút này một số cũng hỏi rồi, thì bây giờ đó để đáp lại cái sự thịnh tình của quý khách mà tức là luôn luôn ủng hộ cái chương của Hồng Lân, thì và để cho họ yên tâm và có chỗ ngồi trước, thì Hồng Lân bán trước từ bây giờ cho tới ngày 21 tây tháng 4 là giá vé là 15 đồng. Thì Hồng Lân bán tại vũ trường New Diamond, hoặc là liên lạc trực tiếp với Hồng Lân, và thêm một cái điểm nữa, hai điểm nữa là Bambi Video, nó nằm ở trong cái mo của Lee Sung Wik đối diện Hồng Kông 4, và tiệm vàng Hoàng Phú ở trong Hồng Kông 4. Tức là cửa chính chúng ta vào vẻo phải là ngay tiệm vàng Hoàng Phú liền, rất là dễ cho mọi người chúng ta có thể đặt mua vé. Thì quý vị nào mà đi chợ, mà thường đi chợ Hồng Kông 4 đó, thì có thể tiện thì kiếm một nơi đó là tiệm vàng Hoàng Phú trong khu Hồng Kông 4, hoặc là Bambi Video trong khu Sandwich là bên kia đường của Hồng Kông 4, và có thể là liên lạc, không biết là liên lạc với trực tiếp anh được rẻ hơn không? Dạ không anh, thì nói chung nếu liên lạc trực tiếp với Lân thì Lân giống như là mình biết được người nào ở đâu để là mình sắp chỗ ngồi cho giúp người ta an tâm hơn. Thì nói chung cũng yên tâm, dù bất kỳ mua ở đâu thì mỗi ngày Hồng Lân cũng tới. Tại vì là Hồng Lân sẽ có một cái sơ đồ cho mỗi nơi, rút kinh nghiệm và những đợt tổ chức kia, thì Hồng Lân cũng rất cảm ơn một lần nữa, rất là cảm ơn quý khách đã đến ủng hộ cho Hồng Lân, vì cũng nhờ cái tình thầm tình của quý khách ủng hộ cho Hồng Lân, cho nên Hồng Lân thực tế mà nói mới dám làm tiếp chứ không là cắt ra. Cảm ơn anh. Cho nên á, để rút những cái kinh nghiệm đó, cho nên Hồng Lân cũng đã bán vé trước như vậy để cho, và nơi nào nó cũng có cái sơ đồ hết. Thì những nơi nào mà đã có sơ đồ thì quý vị có thể tự chọn để họ vào, ok, mình vào cái chỗ đó, mình ngồi chỗ đó. Đúng rồi. Thì không biết là cái vũ trường New Diamond là tối đa là chứa được bao nhiêu người anh ha? Nói chung thực tế mà nói như thầy Hùng Lân biết là ban giám đốc của vũ trường New Diamond hôm nay họ mỗi ngày tân trang lại rất là đẹp. Ghế bút rồi mở rộng sàn nhảy ra, mở rộng những cái chỗ ngồi, rồi đi decorate rất là đẹp. Tức là mỗi ngày họ Lân thấy hết. Đang làm anh, mỗi ngày mỗi chút, bảo đảm là với khán giả tới New Diamond là thấy mỗi ngày mỗi lạ liền. Thì sức chứa theo lòng Lân nghĩ ít nhất cũng phải 400 người. Nhưng mà nếu mà ghế đứng á thì cũng phải 500 mấy. Thì đúng rồi, và có lẽ là quý vị cũng, nếu mà ai sắp xếp đi đường thật sự là cũng vui lắm thưa quý vị. Thì có lẽ là mình thích nhảy mình đi cũng là một cái cơ hội đi, nhưng mà mình không nhảy đi coi cũng vui như thường. Bởi vì là những cái chương trình này thì chúng tôi thấy thì những cái màn mà trình diễn đó thì cũng rất là hay. Mà thường thì có nhiều người, cũng anh Lân biết không, nhiều khi đi club á cũng để nghe ca nhạc thôi. Cho nên là một chỗ mà có 3-4 món là thành nữa là quý vị có lẽ là một cái cuối tuần, nhất là thứ bảy thì cũng có lẽ là một cái cuối tuần để mà quý vị sắp xếp được, đó là ngày 28 tháng 4 này tại vũ trường New Diamond ở trên đường Willcrest á. Thì nếu quý vị sắp xếp đó thì nhớ mua vé trước, bởi vì theo chúng tôi được biết đó là vé bán 15 đồng là khi mà quý vị mua trước ngày 21 là trước 1 tuần. Dạ đúng rồi. Nếu mà sau ngày 21 mà quý vị có thể là mua tại cửa hoặc là mua ngay cả ở những cái địa điểm mà bán đó thì có lẽ là 25 đồng. Cho nên đó là có thể là lợi hơn, và cũng như mình tìm được cái chỗ mình reserve được những cái chỗ tốt cho mình thì nó cũng sẽ làm cho cái buổi đó của mình nó enjoyable và nó thích thú hơn. Thì đó là chương trình của gọi là đêm khai mạc của Dance With Me lần 2 do vũ sư Hùng Lân tổ chức tại vũ trường New Diamond Club trên đường Willcrest.
Thì bây giờ chúng ta cũng hết giờ rồi, thì mời anh có một vài lời kêu gọi chót hoặc là một vài ý tưởng nào chưa? Dạ, cũng một lần nữa cũng thức giấc, Hồng Lân cũng rất cảm ơn quý khách mà thời gian qua đã ủng hộ cho Hồng Lân. Thì đợt này cũng vậy, để cho Hồng Lân có thêm những kinh phí, có thể để mình làm thêm những cái chương trình mới, cũng như mình tìm những cái tài năng mới hoặc những cái chương trình mới. Và đặc biệt hơn nữa, trong cái chương trình 28 tháng 4 này, quý khách đến mua vé được thẻ điện thoại Rồng Vàng bảo trợ, là chúng ta được tặng là hình như là một số phút, khoảng 78 phút hay là 90 phút vậy đó, thẻ điện thoại gọi về Việt Nam. Tức là bất kỳ nào quý khách nào mua vé thì quý khách lưu ý dùm, nếu quý khách mua vé thì chúng ta ngay cái quầy chúng Hồng Lân có để một cái danh sách, quý vị chỉ ghi tên và số điện thoại của mình, thì cái thẻ điện thoại Rồng Vàng họ sẽ tích tắc, họ sẽ tặng cho quý vị là 78 phút thẻ điện thoại của Việt Nam. Đó là một cái thứ nhất đặc biệt là hơn cho đó. Cái thứ hai là đặc biệt với sự bảo trợ của cái công ty shop.com là của cô Annie Bùi ở Dallas. Thì một ngày nào đó Hồng Lân sẽ cho chúng ta thấy được cái shop.com bảo trợ và cái chương trình nó như thế nào. Nhưng mà đặc biệt mỗi cái chương trình của Hồng Lân là shop.com bảo trợ cho 100 đồng để tham gia trong phần chương trình sổ số. Thì với một trò chơi là trước hợp may mắn, như đợt vừa rồi đó thì chúng ta được 100 đồng nhưng mà không ai trúng. Thì như vậy đợt này sẽ là 200 đồng. Nếu quý vị nào trúng được tiền mặt tại chỗ thì được lãnh 200 đồng liền tại chỗ. Tại chỗ, đem trong đêm đó luôn. Dạ, trong đêm đó. Và đặc biệt là mỗi thứ bảy cuối tháng là chương trình ca nhạc Dance With Me của Hồng Lân. Thế nhưng mà mỗi cuối tháng một cái chương trình khác. Thì mỗi một cuối tháng như vậy đó thì ngoài ra quý vị được giải thưởng, được đi vào những cái chương trình của Hồng Lân tổ chức cũng như shop.com này. Thí dụ hôm nay chúng ta có 200 mà không ai trúng nữa đó thì kỳ tới sẽ là 300. Đúng rồi. Đó, thì chương trình nó cứ thế. Thì khi nào nếu mà cái chi tiết những người bảo trợ này thì chúng ta sẽ thấy được, Lan sẽ đọc lên trong cái chương trình. Để khỏi mất thời giờ quý vị thì Hồng Lân cũng xin đọc sơ. Rất cảm ơn một số nhà bảo trợ cho chương trình của Hồng Lân. Thứ nhất đó là BYN TV 57.3 và Vũ trường New Diamond. Anh Hưng, nhà hàng ca nhạc Giáng Xưa ở Garland. Chợ Hồng Kông 4, Bambi Video, Phố Núi Bicho, điện thoại Rồng Vàng, shop.com. Vì thời gian có hạn Hồng Lan sẽ đọc sơ thôi, và sau đó những cái chi tiết là Hồng Lan sẽ có cảm ơn ở trong DVD, cũng như một số anh chị em vũ sư, cũng như là một số quý khách khán giả mà của ta từng ủng hộ cho Hồng Lan. Vâng, cảm ơn anh. Và kính thưa quý vị, đó là một phần đúc kết của chúng tôi với chương trình phỏng vấn hội luận đặc biệt hôm nay với vũ sư Hồng Lân về một cái chương trình đêm khai mạc Dance With Me lần 2 tại vũ trường New Diamond Club trên đường World Crest vào ngày thứ Bảy 28 tháng 4 tới đây. Quý vị nếu mua vé trước ngày 21, đó là trước một tuần của sự kiện đây, thì quý vị chỉ trả tiền là 15 Mỹ Kim một vé mà thôi. Nhưng nếu quý vị mua sau ngày 21 hoặc là mua đại cửa thì vé có thể là 25 Mỹ Kim. Và quý vị có thể tìm mua vé tại Bambi Video trong khu Lee Sandwich, Hoàng Phú, Jewelry là tiệm vàng Hoàng Phú trong khu Hồng Kông 4, hoặc là tại vũ trường New Diamond, hoặc là trực tiếp liên lạc với vũ trường Hồng Lân. Thì quý vị có thể kiếm vé, và hy vọng là quý vị cũng sẽ có một chút cái sự gọi là vui vẻ và thích thú trong cái chương trình. Chúng tôi cũng nghĩ rằng là rất là nhiều cái sự tiêu khiển, vừa có trình diễn của những cặp vũ sư rất là đẹp mắt, vừa có ca nhạc với ca sĩ Lâm Vũ trình bày đến từ trung tâm Giáng Ngọc, vừa có những cái phần trình bày cũng khá ngoạn mục, những cái tiếng đàn tranh réo rắt trong những gọi là điệu nhảy gì mà quý vị sẽ tìm hiểu trong đêm ngày 28 tới đây, cũng như là có những cái màn múa của sinh viên Đại học Houston, có nghĩa là đan xen cũng khá nhiều những cái thể loại khác nhau, quý vị sẽ thấy rất là thích thú. Một lần nữa thì chúng tôi cũng nhắc lại, đó là thứ Bảy 9:30 tối ngày 28 tháng 4 tại vũ trường New Diamond Club. Thì để bây giờ chúng tôi xin rời làn sóng với một cái phần trình bày đặc biệt, một phần MTV trong một cái gọi là nhạc chủ đề của ca sĩ Lâm Vũ, Trái Tim Anh Thuộc Về Em. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Từ lúc anh quen biết em, trái đất bỗng nhiên ngừng lại. Cuộc đời này dệt thêm bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu niềm vui. Từ lúc anh quen biết em, cả thế giới không ai bằng em.
chỉ một mình em thôi, đôi mắt em xinh như nàng tiên, cầu mong cho em luôn được vui, đôi mắt ấy không mang muôn phiền, để cho anh luôn trông thấy em lúc em cười vui. Cầu mong sao anh luôn gần em, anh nói hết bao nhiêu tâm sự, rằng tim anh đã yêu em rất lâu, yêu rất lâu rồi. Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn cả bản thân anh em hiểu không? Một lần nhìn thấy em trái tim anh càng yêu em. Hãy đến bên anh nhé em, thiếu vắng em anh rất buồn, vì anh luôn thấy vui mỗi khi gần em. Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn cả bản thân anh em hiểu không? Một nụ cười của em cũng cho anh niềm tin yêu. Hãy để anh chăm sóc em, sống với em yêu suốt đời. Trong đời này nguyện sống bên em mãi không rời.